Và quay trở về một điểm tin chính trong ngày là phần tin Việt Nam và Á Châu. Xin mời quý vị đến với bản tin chi tiết đầu tiên với Hoàng Quân. Hoàng Quân xin được mở đầu với phần tin Việt Nam. Khi quý vị, nữ giám đốc Vietjet vượt qua bà Clinton ở trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, tổng giám đốc của hãng hàng không giá rẻ Vietjet của Việt Nam, đã trở thành người phụ nữ quyền lực hơn cả bà Hillary Clinton, cựu đệ nhất phu nhân, cựu ngoại trưởng và cũng là cựu ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ. Danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Fox vừa công bố, bà Phương Thảo đứng thứ 55 trong danh sách, trong khi bà Clinton đứng thứ 65. Đứng đầu danh sách phụ nữ quyền lực vẫn là Thủ tướng Đức Angela Merkel, người 7 lần liên tiếp là người phụ nữ quyền lực nhất trái đất. Thủ tướng Anh Theresa May được tạp chí Fox xếp thứ 2. Theo sau bà Melinda Gates, đồng chủ tịch quỹ Bill and Melinda Gates, và bà Sheryl Sandberg là giám đốc hoạt động của Facebook. Theo tạp chí Fox, thì các phụ nữ trong danh sách của họ bao gồm 7 gốc gác quyền lực, tỷ phú, kinh doanh, tài chính, truyền thông, chính trị, từ thiện và công nghệ. Tất cả 100 phụ nữ trong danh sách này có ảnh hưởng trực tiếp tới 3 tỷ người. Trong khu vực Đông Nam Á, thì ngoài Việt Nam thì còn có bà Aung San Suu Kyi của Myanmar đứng thứ 33 và bà Ho Ching của Singapore đứng thứ 28. Thưa quý vị, tân đại sứ Hoa Kỳ đã tới Hà Nội. Nguồn tin từ trong nước cho hay các đại diện đại sứ quán đã tiễn ông Tess Osius rời Việt Nam vào chiều ngày thứ Bảy ngày 4 tháng 11, sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào một ngày trước đó. Vài giờ sau khi tiễn cựu đại diện đại sứ quán dự kiến đón tân đại sứ Hoa Kỳ Daniel Crittenbrink vào buổi tối cùng ngày. Theo lịch thì đầu tuần sau, ông Crittenbrink có kế hoạch quốc trình như lên Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang, chính thức trở thành đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, theo nguồn tin. Trước đó, hôm 2 tháng 11, nguyên đại sứ Hoa Kỳ khi đó ông Osius nói trong một cuộc họp báo rằng tân đại sứ Hoa Kỳ Crittenbrink sẽ tháp tùng Tổng thống Donald Trump từ ngày mùng 10 tới 12 tháng 11 tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Đà Nẵng, cũng như khi ông Trump thăm chính thức ở Hà Nội. Xin nhắc lại, ông Crittenbrink được Thượng viện chuẩn thuận làm đại sứ vào hôm 26 tháng 10, là nhà ngoại giao chuyên nghiệp cấp cao, có nhiều kiến thức và kinh nghiệm làm việc ở châu Á, trải dài từ năm 1994 đến nay. Thưa quý vị, dự án an ninh mạng của Cộng sản Việt Nam bị dân chúng phản đối. Mạng xã hội trong nước đang xôn xao chuyện giới chức Cộng sản Việt Nam ra dự thảo luật an ninh mạng buộc tất cả các dịch vụ của nước ngoài đang cung cấp tại Việt Nam như Google, Facebook, Viber và Uber phải có giấy phép hoạt động, có cơ quan đại diện và đặt máy chủ quản lý dữ liệu người dùng ở Việt Nam. Báo trong nước hôm 3 tháng 11 cho hay các giới chức Cộng sản Việt Nam nêu ra lý do là những phát sinh tiêu cực ngày càng lớn như tin giả, lừa đảo, xúc phạm lãnh đạo, chống phá nhà nước, tuyên truyền văn hóa tiêu cực, gây khó khăn rất lớn cho cơ quan quản lý. Báo trong nước còn dẫn lời ông Nguyễn Hồng Văn là Phó Viện trưởng Viện An toàn Thông tin cho biết quy định này là cần thiết để cơ quan quản lý kiểm soát các dịch vụ nước ngoài tại Việt Nam. Đánh giá về dự luật này thì Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nói một số quy định trong dự thảo luật nêu trên chưa phù hợp về tính thống nhất với cam kết quốc tế của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế. Thưa quý vị, nghệ sĩ Việt Nam làm phim về nhân quyền. Bộ phim tài liệu mang tên Vượt qua nỗi sợ hãi của nghệ sĩ Việt Nam Kim Chi và Cộng sự hiện đang được phát trên YouTube và được luật sư Lê Công Định bình luận là một bộ phim làm mỗi người Việt Nam nhức nhối nỗi đau của đất nước. Thưa quý vị, tháng Giêng năm 2013, bà Kim Chi từng gây xôn xao khi bà công khai từ chối làm hồ sơ khen thưởng nghệ sĩ của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Theo đài BBC Tiếng Việt vào hôm 4 tháng 11, bà Kim Chi cho biết thông điệp chính của phim Vượt qua nỗi sợ hãi là Việt Nam cần thay đổi, mà các thay đổi đó như nhà văn Dương Thu Hương nói trong phim cần phải có một xã hội công dân, hay ông cựu tổng lãnh sự Việt Nam Tạ Thụy Sĩ nói rằng cần phải thay đổi từ đất nước đến con người. Bà cho biết thêm, sự thay đổi mà bộ phim muốn truyền tải là thay đổi trong nhận thức của mỗi con người về quyền con người. Khi quyền con người được tôn trọng và bảo vệ đầy đủ, thì việc xóa bỏ các điều luật, điều lệ, phản nhân quyền là điều mà chính phủ Việt Nam cần phải làm trước tiên. Được biết, nghệ sĩ Kim Chi dự định làm thêm 3 tập nữa trong series phim tài liệu về nhân quyền này. Thưa quý vị, có ít nhất 11 người chết ở trong cơn bão Damri. Được dự báo lúc 4 giờ ngày 4 tháng 11 mới vào các tỉnh của Nam Trung Bộ, xong thì cơn bão Damri, tức là bão số 12, đã gây mưa rất lớn ở tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định, Việt Nam. Đây được cho là cơn bão đặc biệt vì sức gió đã mạnh lên 2 cấp từ 10 lên cấp 12 khi vào gần bờ do kết hợp với khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống.
Theo tường thuật của báo chí trong nước, cho tới sáng ngày 4 tháng 11, các tỉnh này đã ghi nhận 11 người tử vong cùng nhiều nạn nhân mất tích. Tại Khánh Hòa, Phú Yên, cây cối trên các con đường trung tâm ngã hàng loạt và sóng biển lên cao gần 4 mét, hàng ngàn ngôi nhà tốc mái. Để đảm bảo an toàn, thì các tỉnh này đã phát lệnh cấm người dân ra đường từ đêm 3 tháng 11. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trong nước nhận định cấp độ rủi ro thiên tai bão ở Phú Yên, Khánh Hòa được coi là ở mức gần với một thảm họa. Thưa quý vị, biển Việt Nam bị đầu độc nghiêm trọng. Các nhà khoa học tại một hội nghị về phát triển hệ thống khu bảo tồn biển tại Việt Nam vừa diễn ra tại thành phố Nha Trang đã nhận định biển Việt Nam đang bị đầu độc quá nhiều. Theo báo Người Lao động, hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, giải pháp quản lý và phát triển hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức tại Nha Trang vào hôm 2 tháng 11 đã thông báo, tình trạng khai thác các loại hải sản đã vượt quá giới hạn cho phép trên 30%. Theo đó, giới hạn cho phép khai thác trước đây trung bình là 245 triệu tấn trên một năm, thì nay đã lên tới là 3.1 triệu tấn trên một năm. Chưa kể, hiện chỉ có 10% diện tích của các vùng biển bảo tồn được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhiều vùng biển có rạn san hô, đa dạng sinh học cao như Bình Định, Kiên Giang chưa đưa vào bảo vệ. Các nhà khoa học còn cho hay, tình trạng ô nhiễm biển một phần do tác động từ việc xây dựng cơ sở phục vụ hoạt động du lịch ven biển hoặc các hoạt động kinh tế vùng bờ. Và nối tiếp là phần tin Á Châu. Thưa quý vị, Hồng Kông sắp có luật bỏ tù người phản đối bài quốc ca của Trung Cộng. Trung Cộng đã có luật bỏ tù những người tỏ ý không tôn trọng bài quốc ca và luật này sắp được áp dụng cho cả hai lãnh thổ được tự trị một phần là Hồng Kông và Macau. Luật mới được chính quyền Trung ương đưa ra hồi tháng 9 và chắc chắn sẽ được chính quyền đặc khu Hồng Kông chấp thuận đưa vào bộ luật địa phương vì chính quyền Hồng Kông hiện giờ gồm đa số là những người trung thành với chính quyền Trung ương ở Bắc Kinh. Những lúc gần đây có nhiều lần người Hồng Kông la ó phản đối khi chào cờ và quốc ca của Trung Cộng được cử lên vì tâm lý chống đối chính quyền Trung ương ở Hồng Kông đang gia tăng. Các nhà đấu tranh cho các quyền tự do dân chủ lo ngại rằng luật mới là bước mở đầu để chính quyền Hồng Kông đàn áp các quyền tự do ngôn luận rộng rãi mà chỉ có người Hồng Kông được hưởng chứ không hề có ở nội địa Trung Quốc. Hồng Kông là một đặc khu hành chính riêng biệt nên chưa biết các hình phạt đặt ra cho những người bị kết tội không tôn trọng quốc kỳ có nghiêm khắc giống như là các luật lệ ở nội địa Trung Quốc hay không. Thưa quý vị, mưa to gió lớn ở miền Nam Ấn Độ làm 12 người chết. Vào ngày 4 tháng 11, nhà chức trách Ấn Độ thông báo nhiều nơi ở tiểu bang Tamil Nadu, miền Nam đang bị ngập lụt sau nhiều trận mưa to gió lớn. Hậu quả nặng nề là 12 người đã bị thiệt mạng và hàng ngàn người phải bỏ nhà tị nạn. Các trường học ở thành phố Chennai là thủ phủ của tiểu bang Tamil Nadu và nhiều khu vực ven biển khác đã phải đóng cửa trong khi dự báo thời tiết cho biết còn tiếp tục có mưa lớn vào những ngày cuối tuần này. Thông báo của chính quyền cho biết có tới 10.000 người đang tạm trú tránh thiên tai tại 105 trại tị nạn. Đại diện của chính quyền tiểu bang đã tới thị sát tình hình ở những vùng bị lũ lụt vào ngày 3 tháng 11, thăm hỏi những người đang sống trong các trại tị nạn và ra lệnh cấp phát cho họ các nhu yếu phẩm và tiện nghi cần thiết. Các đợt mưa lớn đầu mùa đã đổ xuống miền Nam Ấn Độ từ ngày 27 tháng 10 và có thể kéo dài tới đầu tháng 12. Nhà khí tượng của tiểu bang Tamil Nadu cho biết chỉ mới trong tuần đầu tiên của mùa mưa và vũ lượng đo được đã bằng 74% vũ lượng dự tính trong cả mùa, khiến mọi người lo sợ sẽ xảy ra nạn lụt dữ dội như năm 2015, làm 250 người chết, thưa quý vị. Một bản tin khác cho biết Chủ tịch nước Trung Cộng thăm hỏi binh sĩ ở căn cứ quân sự hải ngoại Djibouti. Thưa quý vị, Chủ tịch nước Trung Cộng Tập Cận Bình đã tới thăm trụ sở Bộ Chỉ huy Liên quân của Quân ủy Trung ương vào ngày 3 tháng 11 và từ đó thăm hỏi các binh sĩ đang đóng tại căn cứ quân sự hải ngoại đầu tiên của Trung Cộng đặt tại Phi Châu. Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đã ra lệnh cho các binh sĩ đóng tại Djibouti phải gia tăng năng lực và sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Căn cứ quân sự của Trung Cộng ở Djibouti nằm về phía tây bắc Ấn Độ Dương nên đang khiến cho Ấn Độ lo ngại quốc gia này sẽ trở thành một thành viên mới trong số các đồng minh quân sự của Trung Quốc bên cạnh Myanmar, Bangladesh và Sri Lanka. Trung Cộng đã thiết lập căn cứ quân sự ở Djibouti vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Đây thực sự là một căn cứ hải quân nhưng chính quyền Trung Cộng trên danh nghĩa vẫn tuyên bố đây là nơi chứa hàng và trạm trung chuyển hàng hóa. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Việt Nam và Á Châu và sau một vài thông tin thương mại, Hoàng Quân và Hải Bình sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ, đời sống và giải trí.